thử thách. Lần đầu tiên ăn cơm cháy đáy nồi chắc sẽ dở lắm đây, vì mình không biết ăn chà bông. Trên tóp tóp ròn ròn cái vụ cơm cháy đáy nồi của bếp chè Thái ăn cuốn lắm, nên đi đặt ngay. Về ăn cũng hơi hồi hộp vì mình không có biết ăn chà bông, nhưng khi khui ra bể từng mảng cơm cháy giòn tan không cưỡng lại. Thử cắn một miếng rồi hai miếng. Ui là trời, tưởng không ngon nhưng mà ngon không tưởng nha. Đặc biệt khi chấm với cái chai sốt Thái chua chua ngọt ngọt. Anh ơi, nó đã gì đâu. Các bạn ai muốn thử thì vào giỏ hàng góc dưới bên trái nha. Rất là giòn. Nhai lâu ấy, thì thấm nó ngọt ngọt. Ngọt ngọt mặn mặn. Giòn. Mà cơm không có rớt, không có dính lại luôn. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mà bếp chè Thái đang hot về cơm cháy đáy nồi rồi.